Vũ Tùng 8 xin kính chào bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 26 tháng 12 âm lịch năm 2020. Và trong buổi sáng ngày hôm nay hiện tại bên xưởng em là có bốc xếp một chuyến hàng đây. Cho khách hàng ấy thì có một bộ ghế trường kỷ phòng khách. Bộ ghế trường kỷ này bằng chất liệu gỗ gụ. Thì trước khi bàn giao khách hàng thì em cũng có quay lại một cái video clip làm kỷ niệm cũng như giới thiệu đến mọi người. Đây, chiếc trường kỷ này thì bộ trường kỷ này là bằng chất liệu gỗ gụ và bao gồm có 4 món. Hai chiếc đoạn dài này, một bàn tíu và một chiếc kẹp đầu bàn. Đây. Đây hình ảnh tổng thể của bộ bàn ghế đây. Sản phẩm đã được hoàn thiện sơn BU rồi. Trước khi giới thiệu chi tiết thì em cũng có lướt qua một vòng tổng thể cho quý vị xem và hình dung được bộ bàn ghế này. Đây, chiếc ghế dài này thì có kích thước là dài là 2m17. Thuộc kích thước là hàng thuộc cạn quý vị ạ. Đây. Còn chân đây, chân yếm đây. Chân này của em nhà em là chân 10 chỉ, chỉ còn toàn bộ phần dạ này là được đục tích và đục thủng, lọng thủng tổ ong. Rất là cầu kỳ. Hàng thì hàng ngang thì quý vị thấy là hàng ngang này, xưởng này làm là rất là sắc nét này. Đồng bộ là đầu tay đục xoắn ốc tròn hết. Xoắn ốc tròn hết, đục cả phần đế tay luôn. Rất là nhẵn mịn, hoàn thiện rất là kỹ và cực kỳ là nhẵn mịn luôn. Quý vị này. Còn phần ván mặt là ván mặt liên tấm. Rất là dày, vân gỗ tự nhiên. Bên dưới thì gồm 9 thang nữa nên là cực đáng quý vị nhé. Ngồi rất thoải mái không phải lo. Phần vách này được đục là đục tích tam quốc. Ở bên này ánh sáng của bên này. Vách đục tích tam quốc. Đây. Đường nét đục chạm thì được rất là sắc nét cũng như là được đục hai mặt. Mặt bên trong kia là mặt đằng sau là được lọng thủng tổ ong, còn mặt đằng trước là đục tích. Đây, đằng sau gọi là đục tích tổ ong. Đó, rất là đẹp. Dài là phủ bì là dài 2m17 này. Cái phần diện tích ngồi này là 51, hàng đại ngồi cực kỳ là sâu và cực kỳ là thoải mái luôn. Tiếp theo phần bàn tíu này thì quý vị thấy rồi, bàn tíu này cũng được đục chạm. Đây, đục tích này, lèo rất là đẹp. Đó hình ảnh những người hay là những cái cây tùng. Đó, rất là nét. Ở bên trong hai tầng có lọc. Rất là đẹp quý vị nhé. Ván mặt đây cực kỳ là mịn luôn. Ván mặt rất là mịn như là cái vân gỗ, quý vị này nhìn cái giải vân này vẫn rất là đẹp. Ngoài ra phía bên trong này thì có một chiếc đôn để fix đây. Đôn này đôn đầu bàn không để fix ở viện. Thì có hai loại, một loại để fix còn khách hàng dùng loại này không để fix. Thì chiếc đôn này có kích thước là ngang là 27 và sâu là 27 với ngang là 57 này. Và chiếc bàn tíu này là ngang 57 và dài là 1m27. Đó, kích thước là thông số rất đẹp, chuẩn lỗ ban. Thì bộ sản phẩm này em làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng ở tại thành phố Việt Trì. Sau đây thì bên em sẽ là chuẩn bị bốc xếp và bàn giao cho khách hàng luôn. Thì tổng thể còn mọi chi tiết quý khách hàng có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên xưởng nhé. Xưởng địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987510816 và website là đogotung8.com. Đây, địa chỉ đây. Thì hôm nay là những ngày sắp Tết rồi thì anh em thợ đang cho dọn xưởng này. Hôm nay là dọn xưởng rồi. Đây là những cái sản phẩm cuối cùng năm 2020 rồi. Thay mặt xưởng rất cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và luôn ủng hộ những cái sản phẩm bên em. Ok, xin chào mọi người. Và nhớ là đừng quên bấm đăng ký kênh mọi người nhé.